Hãy nhìn những bức ảnh này. Đây là dự án Vega City Nha Trang được chụp từ trên cao vào ngày 19 tháng 6 năm 2023. Như các bạn đã thấy, toàn bộ hạ tầng giai đoạn 1 của dự án đã thành hình và đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành. Hiện tại 168 căn shop house của dự án đã có chủ. Giai đoạn này chủ đầu tư đang chào bán 60 căn hotel tại khách sạn Melia và 5 căn villa 6 sao tại đảo tỷ phú Grand Melia. Việt Nam chúng ta rất vinh dự khi được Grand Melia vận hành khai thác khu biệt thự 6 sao siêu sang này vì hiện tại chỉ có 7 quốc gia trên thế giới đáp ứng được yêu cầu vô cùng cao của đơn vị vận hành số 1 Tây Ban Nha. Với giá trị từ 2,2 triệu đô la, chỉ có những cá nhân vô cùng đặc biệt mới có thể sở hữu được những dinh thự biển đẳng cấp bậc nhất Việt Nam này. Số điện thoại tư vấn ở ngay phần bình luận của video của quý vị nhé.